Máy nghiền ngô tự hút thế hệ mới, dòng sản phẩm chế biến thức ăn chăn nuôi hiện đại dành cho các hộ gia đình vừa phát triển chăn nuôi, vừa kinh doanh, nâng cao hiệu quả kinh tế. Và thật tiếc nếu như quý vị bỏ lỡ video này. Thu Ngân hân hoan chào đón quý vị đã quay trở lại trong video ngày hôm nay. Trong video đặc biệt lần này, Thu Ngân sẽ đem tới cho quý vị một dòng thiết bị hỗ trợ chăn nuôi có tính năng đập nghiền tự động hóa. Xin giới thiệu tới quý vị, máy nghiền hút GD150, dòng máy nghiền ngô tự hút thế hệ mới, giúp người dùng chế biến nhanh chóng các loại nông sản khô, phục vụ nhiều mục đích khác nhau. Và để kiểm chứng rõ khả năng làm việc ấn tượng mà máy đem tới, thì Thu Ngân đã chuẩn bị tại đây các nguyên liệu từ đỗ tương, ngô hạt và thóc. Vậy quý vị hãy cùng đón chờ xem thành phẩm ra có làm hài lòng những quý vị khách hàng đang ngồi trước màn hình đây hay không nhé. Trước khi đưa máy vào hoạt động thì chúng ta sẽ cùng xem qua hệ thống buồng đập nghiền của máy. Buồng nghiền được bố trí chốt vặn khóa an toàn, dễ dàng vặn mở. Phía bên trong buồng được thiết kế với các búa nghiền dày dặn gắn cố định trên đĩa đà, từ đó sẽ nghiền nhanh thành phẩm. Ngoài ra, phía bên cánh cửa đóng mở được đúc gang dày dặn cùng với các búa tĩnh để gia tăng khả năng đập nghiền cho máy. Muốn bột cám da mịn nhỏ khác nhau, quý vị lựa chọn lắp theo máy tại đây. Sàng nhỏ nhất là sàng lỗ 2 ly, được khách hàng lựa chọn sử dụng nhiều nhất. Ngoài ra, công ty cũng thiết kế thêm các mắt sàng lỗ lớn hơn từ 3 ly để tạo ra thành phẩm bột thô khác nhau. Còn về cơ chế máy hoạt động chính xác là như thế nào? Như tại đây, quý vị có thể thấy nguyên liệu ngô hạt được hút tự động qua một vòi hút để đi vào buồng nghiền. Để ngăn lượng nguyên liệu đi vào buồng nghiền quá nhiều gây nặng tải cho máy, quý vị sẽ điều chỉnh tấm chắn ngang phần cửa vào. Nguyên liệu sau khi được nghiền nhỏ thành dạng bột cám sẽ được quạt gió đẩy sang siro bầu cát gió. Tại đây, các thành phẩm bột cám nặng hơn sẽ rơi xuống túi vải phía dưới và phần khí sẽ thoát ra ở phía trên. Như các loại máy nghiền cám truyền thống, quý vị sẽ phải nạp nguyên liệu thủ công vào cửa nạp, vẫn phải ngồi canh để bón tiếp nguyên liệu tới khi hết. Nhưng giờ đây, với tính năng hút tự động của dòng sản phẩm mới này sẽ giúp quý vị xử lý nhanh chóng nông sản với số lượng lớn. Quý vị chỉ cần đặt vòi hút vào phần nguyên liệu đặt sẵn, bật máy và việc còn lại máy sẽ xử lý công đoạn hút nghiền tự động cho quý vị và giúp cho ra thành phẩm ưng ý. Máy nghiền hút GD150 được kết nối chạy tải với động cơ 2,2 kW tốc nhanh, từ đó quý vị sẽ thu về được khoảng từ 200 đến 300 kg bột cám trên mỗi giờ làm việc. Và tùy vào từng loại nguyên liệu nghiền khác nhau thì mức năng suất cũng sẽ dao động. Với thiết kế máy hiện đại giúp đơn giản hóa quá trình thao tác làm việc, chỉ cần bật máy để máy hút tự động nguyên liệu. Và quý vị sẽ thu được thành phẩm tại đây. Phần khung được gia công từ chất liệu thép sơn chống rỉ cực kỳ chắc chắn, với thiết kế trọng lực cân đối, hạn chế tình trạng máy rung lắc khi đang hoạt động, giúp hạn chế tiếng ồn trong quá trình máy vận hành và cực kỳ êm ái. Ngoài những nguyên liệu Thu Ngân trợ thử trong video, nếu như quý vị còn lại nguyên liệu nào khác muốn nghiền thử với máy nghiền hút GD150 của công ty Bình Quân thì xin hãy để lại ý kiến của mình ngay phía dưới phần bình luận và Thu Ngân sẽ thử nghiệm trong những video lần tới. Dạ vâng, là đây là thành phẩm bột đỗ tương của chúng ta.
thực sự là rất mịn, đúng không quý vị? Với thành phẩm bột này thì quý vị có thể dễ dàng trộn với đa dạng cám viên để làm thức ăn cho đa dạng vật nuôi khác nhau. Dạ vâng, thưa quý vị, với cơ chế vận hành đơn giản và khả năng làm việc ấn tượng như vậy thì quý vị còn đắn đo điều gì nữa mà không liên hệ ngay với chúng tôi để nhận về mức giá tại xưởng sản xuất ưu đãi nhất. Đến đây là video cũng xin được phép kết thúc và quý vị đừng quên ủng hộ Thu Ngân bằng một like hay một subscribe và Thu Ngân sẽ giúp quý vị tìm hiểu thêm về những dòng thiết bị chăn nuôi hữu ích khác. Xin chào và xin hẹn gặp lại quý vị ở những video lần sau.